sắp tới để show của anh lên cho em bằng cái gì ạ? Anh muốn là em xuất hiện trên thảm đỏ với một hình ảnh thật là ngây thơ, trong sáng và thánh thiện. Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau. Rất là hợp với hình ảnh em đang hứng thế là bộ đồ đó sẽ rất là kín đáo đúng không? Rất là kín đáo và nhẹ nhàng, nhất cờ thảm đỏ hơn đó. Thật vô nghĩa. Nhưng mà tinh thần sư đoàn này của anh là gì? Thì vẫn tinh thần là ngây thơ đó. Ngây thơ ngốc nghếch rồi đó. Trẻ trung hả? Đúng rồi, trẻ trung, năng động. Và anh hy vọng rằng bộ đồ đó sẽ làm cho chị gây dấu ấn và tỏa sáng ở thảm đỏ. Tỏa sáng ở thảm đỏ. Ngày 29 tháng 12, mọi người đừng quên theo dõi show thời trang mới của anh Đỗ Long, của sưu tập mang tên Obsession nha mọi